có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu, nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu. Lanh quá trời lanh à, có kịp nói đâu. Tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh Linh luôn rồi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Ồ, dễ thương quá. Chào bé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu phần giao lưu ha. Xin mời bạn nam mình giới thiệu về bản thân. Em xin chào MC Quyền Linh nổi tiếng. Em xin chào MC Nam Thư. Dạ, em tên là Nguyễn Trường Lưu, năm 1994. Em hiện tại em đang làm MC dẫn chương trình. Dạ, đồng nghiệp với anh. Vậy đồng nghiệp của anh đó. Mà em mới vô nghề thôi. Dạ, em đến từ tỉnh Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh. Bên đó giới thiệu đi đàn gái coi sao nào. Em tên là Nguyễn Ngọc Hạnh Tuyền, năm nay em 25 tuổi ạ. Dạ, hiện tại em làm nhân viên kế toán tại một công ty ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. Quê quán em là ở Đồng Nai ạ. Bên kia là Tuyền, bên đây là Lưu. Dạ. Đúng rồi. Hôm trước anh có làm mai cặp, bên kia là Lưu, bên đây là Manh. Ấy vậy vậy. Có không? Có. Có hả? Nguyễn Thị Manh. Thiệt. Bên kia là Trần Văn Lưu. Chà, hai chồng rồi kết hợp. Rồi có dính không? Cặp đó đi xa rồi. Tuyền, em nói về cái ưu điểm lẫn khuyết điểm của bản thân mình nè. Dạ, cái ưu điểm của em á là biết nấu ăn, biết làm việc nhà, cũng biết lắng nghe, chia sẻ này kia. Khuyết điểm của em là hơi lề mề, chậm chạp đúng không? Rồi còn bạn nam sao ha? Ưu điểm của em là biết lắng nghe con gái. Còn người khác không có nghe hả? Nhiều hơn con gái thì em chịu khó nghe hơn tí xíu. Dạ. Em ít nói lắm, vì người ta nói em thì em chịu nghe. Và nói về tài lẻ thì em có hát hò xíu. Em máu nghệ sĩ lắm, máu nghệ thuật lắm. Còn lên sân khấu thì nó tới đâu thì hay tới đó. Khuyết điểm là gì? Hình như là không được cao lắm, hơi thấp nhẹ xíu. Em miền Quảng Nam á, vô đây thành ra đôi lúc nó hơi kiểu là nông dân xíu. Dạ. Em thấy em đâu nông dân gì đâu. Không, em mặc đồ cộng hơn anh. Mặc đồ là mình gọn gàng vậy thôi, chứ còn em là cái chất em nó vậy á, nó mộc gì đó, nó bộc trực. Rồi, bây giờ mình nói chút xíu về tình duyên bên nhà gái cái nào. Dạ em trải qua 2 mối tình nè. Mối tình cũng gần đây nhất là cách đây 1 năm rồi chị. Rồi tại sao mình chia tay? Tại vì em cảm thấy anh đó cũng hơi bị lăng nhăng. Mình có bắt tận tay dây tận mặt không hay là mình sao mà bắt được? Đoán được, nhưng mà em cảm nhận. Cái ông kia. Dạ. Đây là hỏi tới ông mà, ông ngồi yên đó. Đừng để nhà gái phiền lòng nha. Đúng rồi, không cho đem cô dâu về đâu đó. Bên đó thấy một người đẹp rồi không biết người kia đẹp không? Đẹp. Chắc không chị Thư? Bao đẹp. Profile của em gửi về chương trình đó thì có ghi là lý do mà mình vẫn là bị tỏ tình mà sến quá không thích. Có dạ, không? Vấn đề đó là gì? Dạ tại vì em thấy làm cũng hơi bị nên là lố quá. Lố quá đó nha. Ngồi thục vô. Ê, bạn này bên này hỏi. Chào em. Dạ chào chị. Giờ mình mặt đối mặt nè. Lanh quá trời lanh à, có kịp nói đâu. Tôi mà không chặn nãy giờ ăn tôi với anh Linh luôn rồi. Tình trường sao kể nghe nè. Em cũng 2 mối tình. 2 mối tình. Hình như là mối tình thứ 2 là cũng cách đó khoảng 1 năm. Sao chia tay? Tại em nói nhiều quá ta nhức đầu hay sao? Cũng có khả năng là có một lý do là xa. Vì em mới giàu, sau đó em vào Sài Gòn. Tức là tới thời điểm này thì em vào Sài Gòn lập nghiệp bao nhiêu năm rồi? Dạ 2 năm. Sau cái cuộc tình đó em có rút ra được điều gì cho bản thân mình không? Cảm thấy em cần phải tiến bộ hơn nữa. Bản thân em ngoại hình là em không có đẹp rồi nè, thành ra là em sẽ bù đắp lại ở thôi. Vì đặt khiêm tốn giả bộ nói ngoại hình không đẹp, giả bộ hạ xuống chứ. Chị đang khen hay đang chửi em vậy? Không, cái này chị nghiêm túc, chị hết sức là thẳng thắn nhìn vào ngoại hình của em, hết sức là sáng sủa, biết cách ăn mặc, biết cách phối đồ mix màu. Ok, có thể là cái mặt em nó ổn hơn tí xíu, nhưng mà cái dáng em cũng đâu có phải là lợi thế đâu. Tham gia mà cái gì mà liên quan tới mà gọi là hình ảnh chỉ là rất bập. Nhưng mà biết tại sao em rất là bập không? Dạ không ạ. Tại vô em nói ào người ta cho em rớt. Có rồi. Em cái xin đâu dám nói đâu, em ruột rè lắm. Mặt này có lăng nhăng không? Ai dám nói trời. Cái bây giờ mà mối khai thác rất nhiều thứ nè. Em trai bình tĩnh. Rồi để xem đàn gái coi. Chào Nguyên Linh. Chào em gái. Em nghe bạn bên đây nói thì em cảm nhận bạn ấy là người thế nào? Bạn ấy nói nhiều quá. Hơi lăng bởi vì MC mà. Đôi khi cũng bù qua giùm em. Em cũng hơi nói ít. Ghét tật xấu của người đàn ông gì? Thuốc ạ. Thuốc không có. Rồi nhậu ít lắm. Thì ít nhậu lắm, nhậu xong đâu nói được đâu. Không gọn gàng. Không gọn gàng. Dạ. Em thích người đàn ông như thế nào? Cao 1m65 à? Đừng hỏi lại. Gọn gàng sạch sẽ. À, gọn gàng, đẹp trai. Hơi điềm đạm một xíu ạ. Em dễ thương á. Dạ không, nhưng nói mà điềm đạm bình tĩnh lại cho anh nha. Dạ. Rồi. Nãy chị Thư nói hỏi thì em nói thôi. Em trai đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ với lại có bà. Mẹ hả? Dạ. Lưu là con thứ mấy trong nhà cô? Lưu là con út. Rồi cô thấy con dâu tương lai bên kia thế nào nè? Dạ, thằng bé cũng dễ thương. Bỏ cái đàn xuống nghe mẹ nói nè. Cô đó về làm dâu với mình hợp không cô? Đó, hơi đứa ăn thôi. Nhưng mà tôi thấy bé rất dễ thương. Con thấy là cô này làm dâu có vẻ rất là tốt đó. Bởi vì cô ấy cũng rất là điềm đạm. À cô ơi, vậy là mình bay từ ngoài Đà Nẵng vô đây luôn hả? Bay từ ở Quảng Nam vô. Đi máy bay gió đét lắm, nhưng mà vì con tôi phải đi đây chứ. Trời, bữa nay trúng lễ. Dạ đúng lễ, giá vé gấp đôi đó. Dạ. Ở ngoài đó, ngoài Quảng Nam cô có coi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò không? Có nhưng mà ít. Dạ. Con em mở cho mẹ coi mấy lần gần đây. Giờ mẹ coi trực tiếp ngồi im đó để nghe mẹ nói. Dạ. Cô chú ở nhà làm gì cô? Làm công tác xã hội. Công tác xã hội hả? Cô gương mặt rất là phúc hậu luôn á. Mẹ em mà đẹp lắm. Ba con em cũng điển trai lắm. Mà lùn với mẹ. Bà trời ơi, cưng lên hỏi... sóng cưng dập mặt ba cưng vậy để chị để lên chứ. Em quên. Để ông ba biết chứ. Đó. Ở nhà hay giỡn với ba lắm. Rồi đôi lúc nào giỡn thì giỡn. Dạ. Lúc nào mình điềm tĩnh phải điềm tĩnh nha. Dạ dạ. Em hơi quá. Ngồi im. Rồi bây giờ mình gặp người nhà của Hạnh Tuyền nè. Hôm nay Tuyền đi với ai? Dạ em đi với hai cô và hai em và một anh đồng nghiệp trong công ty ạ. Em chào anh, chào quý vị khán giả, chào chú Quyền Linh và cô Nam Thư. Em là em họ của chị Hạnh Tuyền. Theo như em thấy thì nãy giờ anh này nói khá là nhiều, bù vô cái tính ít nói của chị. Chị của em thì hiền lắm, nhát nữa, nên là trước giờ không có anh nào cô nội chị em á, nhát lắm. Chào hai vị MC, chào bạn trai. Mình tên Sơn, là đồng nghiệp của bé Tuyền. Nếu mà đánh giá thì có gì quá lời thì thông cảm. Bạn ăn cơm hớt quá. Mình đàn ông mình chững chạc một tí, bớt nói xíu, mình dè chừng nó sẽ hay hơn. Rồi, cảm ơn người nhà của Tuyền. Chuẩn bị sẵn sàng nha. Nào, kéo rào. Hồi hộp không? Bắt đầu đi. Hai đứa muốn thể hiện gì đó thể hiện. Cũng có duyên khi gặp trên chương trình, thành ra là có lẽ là ngoài việc tặng bạn cái đàn này, mình cũng sẽ hát một bài tặng bạn. Mình cũng có món quà tặng bạn. Cảm ơn. Bạn có biết ý nghĩa của cây đó là gì không? Cây này là cây kim tiền đúng không em? Dạ đúng rồi. Dạ không, đúng rồi, cây là may mắn thì này kia. Cùng tên với bạn này. À không, đây là cây kim tiền, còn bạn tên Hạnh Tuyền nó cũng tiền hả? À Tuyền bên kia tiền hả? À sao nhỉ? Cây kim tiền này là mang đến sự may mắn và thành công mà. Cái này nó đồng nghĩa tên Kim Tuyền, nó giống tên của mình. Cảm ơn Tuyền. Cái cây này á biết chơi không? Không, bạn có thể chỉ mình chơi được. Dạ chỉ luôn ha. Những người mà chơi được đàn á, nghe thì có vẻ như là nghệ sĩ nhưng mà phải rất là điềm đạm mới chơi được. Ok, bạn đủ tỉnh không? Có kiềm đạm đâu. Đủ tỉnh không? Giờ bạn cầm nha, quạt theo mình nha, tay phải đâu, cho ta lên 2, 3, xuống mạnh mẽ lên, thoải mái lên. Tỉnh cái đầu phải tỉnh. 1, 2, 3. Cái gì vậy? Quạt chứ phải là móc. Từ từ nha, bình tĩnh nha, không có gì cả. Bạn làm như mình này, đánh cái cánh tay như nè. 2, 3. 1, 2, 3, 4. Ok, cứ về nha, tập nha. Tập một tuần như vậy. Rồi sau đó ra qua cặp mình sẽ chỉ tay trái sau. Ok, tay phải nhớ chưa? Rồi. Rồi bé Tuyền ngồi đi bé. Có thể hát tặng bạn gái. Vâng, bài hát được mang tên Hoặc Là Em Chia Anh Rồi. Tấm màn che hai đứa, có một người con gái đang ngồi đó, sao tôi nhìn không thấy. Có một chàng thanh niên hát về người con gái, mong là sẽ biết được mặt nàng. Tò mò em lại. Tò mò em thích tôi không? Tò mò em đang nghe gì thế? Chắc là em cũng đang do dự. Bây giờ phải làm sao? Chắc phải nhờ anh Linh. Giang bèn đó ngõ lời dùm tôi với, nói rằng em tên Lưu, đẹp trai nhưng không cao, rất chịu khó chăm lo gia đình, là một thằng đàn ông không dại gái, là một thằng đàn ông rất ga lăng. Vậy là đủ để em về đôi anh chưa? Chắc là em đã mỉm cười rồi. La 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 la. Mong ra chúng ta sẽ là của nhau. Chắc là em cũng đã mỉm cười. Hình như em đã mỉm cười rồi. Hoặc là em đã chê anh rồi. Chị chỉ em bí kíp đi cô gái. Tới thích cô nào đừng nói gì hết, móc đàn ra đàn hát, đứng lên về là được. Hay quá. Anh định nói câu đó. Chào Tuyền, ai sắm bộ đồ cho vậy? Thiệt, đáng khen nó đều đẹp. Mình tự sắm hay là người thân sắm? Mình tự sắm ạ. Ồ, cũng có gu thẩm mỹ ha. Là đôi giày là đi đôi với bộ đồ luôn ha. Đúng rồi. Làm sao không nhộn? Cái thằng này nó tù đô dữ vậy ta. Bây giờ cưng ơi, mình vô hỏi chuyện tình yêu là mình phải hỏi cảm xúc bạn sao rồi tính yêu đương sao, tự nhiên vô hỏi bộ đồ đôi giày người ta ông nội này. À chào Tuyền, Tuyền có câu hỏi gì cho Lưu không? Bạn thấy mình sao? Hay lắm. Xinh lắm. Làm kế toán. Đúng rồi. Làm bao nhiêu lâu rồi? Làm hơn năm á. Trước đó mình làm gì ta? Trước đó là mình đi học. À rồi cái mình có thích cái nghề kế toán không? Thích rồi mới học chứ. Thích cái gì ở nghề kế toán mình có thể chia sẻ một tí xíu không? À mình đang là trong chương trình hướng nghiệp hả cưng? À không phải, nha, ý là bạn muốn hẹn hò. Bây giờ mình phải yêu đương sao? Hết. Bây giờ anh tạm ngưng mình đàn trai. Đúng rồi. Đàn gái, em thấy anh cảm nhận gì chàng trai này? Dạ em thấy anh nói nhiều, anh cũng vui, anh hát hay nữa. Dễ thương. Dễ thương. Em là người quyết định hết trong cuộc chơi này. Em là người nói từ đầu tới cuối luôn nha. Không cho anh này nói nữa. Dạ, giờ em lấn sân. Rồi. Cái gì mà mét 65 có cần thiết không? Bạn hỏi đi. Lúc em mang giày cao gót là phải mang cao hơn nữa. Mình có giày độ. Thiệt. Rồi bạn hỏi đi. Bạn biết làm việc nhà không? Đây hỏi mẹ. Mẹ là người chứng kiến tất cả. Mình là út trong nhà mà như con gái trong nhà vậy. Từ khi đi Sài Gòn á, mẹ nhớ lắm là tại không ai rửa chén giùm. Ý là mình cũng có làm. Nếu ví dụ mình làm việc này thì bạn làm việc kia, có thể chia sẻ lẫn nhau. À là ý là có gì làm giùm hả? Không, ý là chia sẻ. Đúng rồi. Không, mình rất là rõ ràng về cái vấn đề đó. Mình không có cái quan điểm là nữ phải làm này, nam phải làm kia. Đôi lúc mình rất ít nói, thực sự là như vậy. Không phải là, nhưng mà đôi lúc mình lên sân khấu mình nói nhiều vậy thôi. Con gái mà ít nói như bạn, hiền như bạn á, thì mình nó thuộc cái tiếp người mà mình thích. Nên thành ra là khi đó mình cảm nhận mình rất là thích. Mình thì nhiều lúc mình lên chương trình mình cũng hơi bị run. Mình không có dám nói những điều sáng súa. Nhưng mà nếu mà nói thích hay không thì có. Rồi, hết thời gian. Không cho bạn nói luôn. Người đối diện của mình thực sự có phải là một nửa của mình đang tìm kiếm hay không? Nhắm mắt, cảm nhận và lắng nghe con tim mình. À, nếu mà bạn không có cảm xúc hoặc là đó không phải là người mà mình tìm kiếm, không sao. Làm gì làm, đừng lừa dối cảm xúc của mình là được. Nha, thời gian bắt đầu nha. 3, 2, 1. Hết thời gian. Thôi có bóng mà, có bóng mà. Có luôn hả? Tức lại với nhau. Chúc mừng cả hai bạn. Tụi anh ủng hộ các em, mà nắm tay nhau. Ủng hộ các em, nói để hiểu, để thay đổi nha Lưu nha. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Xin mời các bạn.